Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về
quý đại diện cho chính quyền địa phương. Kính thưa các cụ, ông bà, các bác, cô chú, các anh, các chị cùng toàn thể các cháu chắt nội ngoại của bố mẹ. Kính thưa bố mẹ, người Việt Nam ta vốn nặng lòng với đạo hiếu, đạo lý uống nước nhớ nguồn, kính lão đắc thọ, kính già già để của cho. Bởi vậy, mỗi người thêm một tuổi là thêm sự tôn vinh kính trọng của họ hàng và làng xóm. Việc chúc mừng sinh nhật từ ngữ này thường được dùng cho những người trẻ tuổi dưới 60 tuổi, còn gọi là nội chúc, nghĩa là chúc những người trong nhà không có người ngoài. Còn đối với người cao tuổi, lễ mừng sinh nhật thường được gọi là lễ mừng thọ, tố thọ, nghĩa là có cả người trong nhà và người ngoài. Và đây là lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Kính già trọng thọ là truyền thống tốt đẹp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với người cao tuổi. Cùng với việc chăm sóc và phụng dưỡng ông bà, cha mẹ ngày thường, đó là truyền thống đạo lý của người Việt Nam chúng ta. Hòa trong không khí vui tươi của mùa xuân Canh Tí năm 2020, cùng lòng biết ơn sâu sắc của con cháu về ông bà, cha mẹ, hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 2020, tức ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tí, các con cùng các cháu chắc long trọng tổ chức lễ mừng sinh nhật, hay còn gọi là lễ mừng thọ, cho cụ Trịnh Văn Nhang tuổi 90 và cụ Vũ Thị Nam tuổi 83. Tôi xin được đại diện cho gia đình tuyên bố lễ mừng thọ chính thức được bắt đầu. Trưởng thôn Lường xã Hồng Giang và các đồng chí đại diện cho người cao tuổi trong thôn xin nhiệt liệt chào mừng.
Về phía gia đình, tôi xin trân trọng giới thiệu toàn thể các con, các cháu, chắc trong họ hàng nội ngoại cũng có mặt không đủ, xin nhân nhân chào mừng. Các ông bà thông xa, bạn bè thân thích gần xa cũng có mặt đông đủ trong buổi lễ ngày hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đại gia đình, nhân dịp đầu xuân năm mới, cho phép con xin được thay mặt ban tổ chức lễ mừng thọ, xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu, khách quý, các cụ, ông bà, các bác, cô chú, anh chị em, cháu chắc chít một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, con xin trân trọng giới thiệu anh Trịnh Văn Vương là con thứ ba của bố mẹ, đại diện cho các con, các cháu lên phát biểu cảm tưởng, cảm ơn sự sinh thành dẫn dưỡng dục của bố mẹ. Xin trân trọng kính mời anh. Kính thưa bố mẹ, kính thưa toàn thể các vị khách quý. Hôm nay, trong ngày đại vui đầy ý nghĩa và nhân văn này, lời đầu tiên cho phép con được đại diện cho các con, các cháu, xin gửi tới bố mẹ lòng biết ơn vô hạn, lời cảm ơn chân thành nhất tới bố mẹ, người đã có công sinh thành dưỡng dục chúng con lên người. Chúng con chúc bố mẹ thật mạnh khỏe, sống lâu và sống thật vui cùng các cháu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công lao ấy vô cùng to lớn, mà mỗi bậc làm cha, làm mẹ đều tự nguyện hy sinh và hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì con cháu. Dòng thời gian cứ chảy dài vô tận theo năm tháng của cuộc đời. Mỗi thuở nào chúng con được sinh ra trong vòng tay thân thương của bố mẹ, trải qua muôn vàn khó khăn vất vả, hôm nay chúng con đã khôn lớn, trưởng thành. Với chúng con, nó như là một giấc mơ kỳ diệu vậy. Chúng con được sinh ra trong thời điểm đất nước còn chiến tranh, kinh tế trong thời kỳ bao cấp, kém phiếu, cơm không đủ no. Tuổi thơ của chúng con được gắn liền với quân châu, tế quốc. Bố mẹ thường phải một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ngoài đồng ruộng, bố mẹ còn tần tảo sớm khuya, hàng say hàng sáo, mong kiếm được bánh áo, bát cơm, nuôi chúng con ăn học nết người. Con nhớ lắm, cái ngày ấy, cái ngày mà mới có khoảng 4 anh em thôi, như thường ngày, mẹ vẫn dậy từ gà gáy, đi chợ, ở trên đèo, đi bộ. Chiều đến, bố thường đi đón mẹ. Không hiểu sao, có một hôm, xe đạp hỏng, tối lặn mặt trời, bố mẹ vẫn chưa về. Bụng thì đói, nhà thì hết gạo, anh cả dắt các em ra tận cổng ngóng bố mẹ. Với cái bụng đói mềm, chờ mãi vẫn chưa thấy bố mẹ về. Thế rồi chúng con cũng ngủ thiếp đi. Ngủ với cái bụng trống rỗng, chỉ còn có anh cả, lúc đó mới khoảng 5, 6 hoặc 7 tuổi gì đó, vẫn ngồi canh các em ngủ. Thỉnh thoảng anh này đắp cái khăn mặt ướt lên mặt để chống lại cơn buồn ngủ, chờ bố mẹ về. Rồi các em con cũng lần lượt sinh ra trong cả một bè 7 anh em trai, đằng thì lo cho anh lớn đi học, đằng thì lo cho em bé may quần tấm áo. Nhà đông con nheo nhóc, bữa cơm chưa đủ no. Bữa cơm đến chưa ngồi nóng chỗ, đã biết nồi con nuôi được đàn gà đỏ ối góc sân, nhưng chỉ được ăn chúng vào dịp lễ Tết. Còn lại, bố mẹ phải ép chiêu, đem bán hết, lấy tiền trang trải cuộc sống. Ngày qua ngày, những nếp nhăn đã hằn sâu trên trán và khóe mắt của mẹ cha lúc nào không hay. Đổi lại, anh em chúng con, đứa nào, đứa ấy rất ngoan và học giỏi. Thế rồi, anh em con cũng lớn khôn. Hai anh lớn thì bác đi vào quân ngũ, hai anh liền kề thì vào đại học.
các em con còn nhỏ, học phổ thông, bao vất vả nhọc nhằn nặng trĩu trên đôi vai bố mẹ. Như bao gia đình khác, đông con khác, chỉ nuôi một đàn con cho chúng ăn no đã khó lắm rồi, nhưng bố mẹ vẫn quyết tâm nuôi các con ăn học lên người. Chúng con nhớ lắm, nhớ những ngày ngày khó khăn nhất ấy, ngày mà hai anh em con đang học ở trường đại học. Mỗi lần hai anh em con về nhà, con đọc được trong ánh mắt của bố mẹ mừng vì nhìn thấy con ngày một trưởng thành, nhưng lo là ngày mai lấy đâu ra tiền cho các con ăn học, các con lên trường. Miệng thì mắng, sao các con tiêu hoang thế, mà làm gì nhà bây giờ, làm gì còn tiền. Nhưng sáng ra bố mẹ lại lặng lẽ vét từng hạt thóc, cuối cùng bán lấy tiền cho các con lên trường ăn học. Kể sao hết, tấm lòng mẹ cha đã dành cho con cả cuộc đời. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước người người tiền đông. Trên thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim của người mẹ, tấm lòng của người bố. Giờ đây chúng con đã khôn lớn trưởng thành, đứa thì làm bác sĩ, đứa thì làm kỹ sư, đứa thì làm cô giáo. Các cháu của ông bà đứa nào cũng chăm ngoan và hiếu thảo. Đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất. Đó là kết quả của sự kế thừa, sự giáo dục của bố mẹ là truyền thống cho chúng con. Bố mẹ luôn là tấm gương sáng bởi đức hy sinh như trời biển dành cho con cháu. Kính thưa bố mẹ, mỗi người sinh ra từ ngàn đời nay, ai cũng mong sao có được ngũ phúc. Trong đó, chữ thọ là điều mà mọi người mong muốn nhất. Hôm nay, bố mẹ đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm và còn minh mẫn, khỏe mạnh, đó chính là phúc đức của gia đình ta. Chúng con thật tự hào và rất hạnh phúc khi đến giờ này vẫn được sự yêu thương, chăm sóc, dõi theo của bố mẹ. Chúng con xin được tạc dạ khắc ghi công ơn dưỡng dục của bố mẹ. Chúng con luôn tự hào đã được làm con của bố mẹ. Nếu có kiếp sau, chúng con vẫn nguyện làm những đứa con hiếu thảo của bố mẹ. Kính thưa bố mẹ, trong ngày lễ vô cùng trọng đại này, một lần nữa, chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công dưỡng dục sinh thành của bố mẹ. Mong bố mẹ hãy sống thật lâu, sống thật khỏe, sống thật vui vẻ và luôn là tấm gương sáng về đức hy sinh và là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho con cháu. Và con xin được chân quý gửi tới bố mẹ một món quà, đó là một bài thơ của chú con xin tặng bố mẹ. Bài thơ mang tên Sinh Nhật Bố. Chúng con chưa một lần biết sinh nhật bố, giấy tờ xưa theo trí nhớ ông bà, không rõ đúng sai thủ tục quan mang, nhà nghèo thế sinh nhật chưa một lần được biết. Quà tặng bố vào những ngày bình lặng, chút thảo thơm để được ngắm bố cười. Con cháu sum vầy là bố thấy vui, đứa nào bằng bố cũng thôi thệ nó. Rồi một ngày được ủy ban mừng vợ, bố kể con nghe câu chuyện ngày xưa. Tính ngày âm nên bố cứ vần vơ, chưa từng nói vì sợ con được bằng. Tuổi 90 bố vẫn còn minh mẫn, kể từ nay biết sinh nhật bố rồi, còn bao lần chúc mừng nữa bố ơi. Thương bố năm mà suốt đời vùng dại, con của bố chẳng đứa nào còn trẻ. Biết dưới trên, biết mọi lẽ trên đời, ơn sinh thành luôn ghi nhớ bố ơi. Lời yêu bố mẹ luôn nhẹn nơi đáy ngực,
với chúng con, bố mẹ quan trọng nhất. Mong bố mẹ vui từ những thứ giản đơn, có niềm vui mỗi nắng sớm chiều hôm, có tất cả đàn cháu con yêu thương. Cảm ơn các vị khách quý. Xin cảm ơn tất cả các vị thân của áo thăm xóm. Xin cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ đã có bài phát biểu cảm tưởng đầy ý nghĩa và xúc động trong không khí trang trọng ấm áp như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các cụ, ông bà, các bác, cô chú bên nội, bên ngoại. Tiếp theo chương trình buổi lễ mừng thọ, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời lên sân khấu tặng hoa chúc thọ và chụp ảnh lưu niệm cùng hai nhân vật chính trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin kính mời đại diện cấp ủy, ban quản lý thôn, mặt trận, hội chi hội người cao tuổi lên trao chứng nhận mừng thọ. Cụ Trịnh Văn Nhan xin kính mời đại diện lên trao, bà Lê Thị Phúc, ông Hoàng Xuân Trường xin trân trọng kính mời. Ông xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo đại diện cho cấp ủy, mặt trận, ban quản lý thôn, ông Trịnh Văn Sĩ, bí thư chi bộ thôn Lường xã Hồng Giang, ông Vũ Chí Đoàn trưởng thôn Lường xã Hồng Giang lên tặng quà và tặng hoa lên chúc mừng ạ. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các anh, các chị là con trai và con dâu của bố mẹ lên tặng hoa chúc mừng bố mẹ và chụp ảnh lưu niệm. Công đức sinh thành
ngày ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Ôi tấm thân gầy cha che chờ đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn. Đừng để sầu lên mắt mẹ nghe em. Cầu mẹ cha sống bình an.